Một pha kèo nữa anh em ơi, có một người đã nhắn tin cho mình. Anh này thì anh kêu là đã toang hết 60 mét rồi các bạn. Và hôm nay ấy thì mình thấy khả năng là khá là khó nếu mà kéo 60 mét. Thì bây giờ ấy thì bạn anh ấy đã đưa cho mình là 87 mét. Đó, 87 mét. Còn trong tài khoản mình đang có hiện tại là 200 triệu đúng không? Thì tổng hiện tại mình đang có là 287 triệu. Và mình sẽ phải kiếm một khoảng, nói chung là mình không thể kiếm, không để chắc chắn là mình sẽ kiếm được 6 mét cho anh, nhưng mà mình sẽ cố gắng là mình sẽ thực chiến và hỗ trợ cho anh này đã kiếm được bao nhiêu vốn là về nha các bạn nhé. Và bây giờ thì tiếp tục anh em ơi, bắt đầu bây giờ mình sẽ thực chiến cầu 8 16 16 đi xuống này anh em. Xem cầu trên này nữa, mình xem cầu nào nó ổn nhất thì mình sẽ thực chiến lớn nha các bạn nhé. Ok, tay đầu thì đi đi 17 mét thôi. Tay đầu vào 17 mét nha các bạn nhé. Đó, tay đầu vào 17 mét này. Xem ngày hôm nay thì anh này có về bờ hay không nha các bạn nhé. Đó, hôm nay mình xem có về bờ hay không này. Và các bạn cùng xem nhé. Con này cho tài tiếp nha các bạn. 20. Về bờ hay không đây? Một bên không về bờ rồi. Một bên về bờ đây anh em, một bên 17 này và một bên 20 triệu này. Vậy thì anh này đã lãi được 2 mét 2 triệu rồi nha các bạn nhé. Đây 19 triệu. 19 triệu nha các bạn nhé. 19 triệu này. Đó. Và 19 triệu này thì cứ từ từ thôi anh em. Nói chung là cũng từ từ thôi. Ok, bên này mình vào xỉu là 29 mét này. 29 mét. Và trên này thì 14 14 14 13 có 14 rồi thì khả năng số xỉu rất là cao nha các bạn nhé, khả năng số xỉu rất là cao. Và mình sẽ cho vào đây tiếp. Đó, cho hai bên chênh lệch nhau một xíu. Chênh lệch nhau một xíu nhé. Ok, 3 mét này, cho thêm bên này 3 mét nữa. Mở cầu thôi anh em ơi, mở cầu này. Toàn thế. Toàn hai bên rồi các bạn, toàn được 80 mấy mét rồi này. Hai bên là toàn rồi nhá, hai bên là toàn rồi. Bây giờ mình sẽ thực chiến bên này lại này. Đó, bên này trừ đi là 43 mét này. 43 mét này kiếm cho anh 6 mét này, phải nhanh thôi anh em ạ. Bây giờ tăng bệt, bây giờ thì tăng bệt tại bệt 5, 5 cầu, 5 cầu thì khả năng rồi. Khả năng được các bạn. Khả năng cao là kéo được nha anh em nhé. Khả năng cao là kéo được và mình cũng sẽ kéo lại cho các bạn này luôn. Ok anh em ơi. Và cho anh em cùng đợi nha các bạn nhé. Và anh em cùng đợi này, đợi xem một cầu này này các bạn. Đó, chụp lại tấm. Anh em xem cái cầu này này, anh em cho anh em xem cái đợi này xem mình có kéo được cho bạn này không nhá. Anh em anh người anh em này toang hơn 60 mét. Đó, 60 mét. Và cho anh em cùng xem này. Và toang cái số 4 của mình luôn này. Ôi bú luôn. Trời ơi, 1 2 3 là cộng 1 2 3 này. Cộng ngoài tổng là 391 triệu này anh em. Đó, 391 triệu. Và tiếp tục theo cái cầu trên này. Ui trời, cầu trên này thì nó cũng về xỉu anh em ạ. Và tổng đây anh em thấy là lên được 391 triệu rồi đúng không? Bây giờ thì đã ăn được hơn 100 mét rồi, nó đôi là cỡ là được đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng 91 mét này tiếp các bạn nhé, 91 mét tiếp này. Thật ra là cả của mình nữa nhé các bạn nhé, cả của mình nữa, 217 này, 217 nha các bạn nhé, 217. Thực chiến cho anh em xem. Còn cầu trên này thì chưa biết nó như thế nào, nhưng mà thôi thì đại đại đi anh em nhỉ. Đại đại thôi các bạn. Hai cái cầu này thì mong cái cầu bên cầu tài xỉu xanh là ngon nhé. Rồi xong rồi. Bú rồi anh em ơi, bú rồi này. Nên bao nhiêu ạ? 429 triệu đây, 429 triệu nha các bạn nhé. Đó là 200 triệu này. 429 triệu này. Và hiện tại lên được 500 triệu rồi các bạn, nên là 500 triệu rồi. Thì cách kéo như thế này cũng khá là nhanh, cặp cầu ngon thì cứ quất thôi anh em.
Cặp cầu ngon cứ thế mà cua thôi các bạn. Rồi cầu này xuống xỉu này anh em. Cho nhẹ lên 9 mét nhỉ. Đó, giờ thì đánh đánh nhỏ lại thôi các bạn. Giờ thì đánh nhỏ lại thôi. Đâu cần phải đánh lớn nữa đâu các bạn. Đó. Khá ok nha anh em nha. Khá là ok và ổn áp rồi. Đó. Đây thì anh em thấy đấy là lên được 500 bao nhiêu? 500 mét rồi các bạn nhá. Lên được 500 mét rồi. Đó, khá là ok anh em nhá. Rồi cho khoảng 100 mét vô nữa đi, nhìn cho đẹp anh em nhỉ. Khoảng 100 mét nữa nhìn cho đẹp nhá. 100 mét vô tay này. Lên khoảng 600 mét là bao phê luôn anh em nhá. Khoảng 600 mét là bao phê luôn. Còn gì ở đây nữa anh em? 220 mấy mét này. Đó, bú ngay nha các bạn nhá. Bú ngay luôn. Đó, anh em thể thấy này. Khá là ngon nha các bạn nhá. Khá là ngon này. Lên được 6. Lên được bao nhiêu ạ? Lên được 600 triệu rồi các bạn. Đó. Khá là ổn áp anh em nhá. Con 12 này lại cũng tiếp tục xuống này. 12 mét. 12 mét 550k các bạn. Đó, 12 mét 550k. Đấy, chúng xỉu đẹp. Và khá là ổn áp anh em. Nói chung là kéo ngày hôm nay thì khá là ok. Và khả năng tay thì đỏ tiếp tục về về lên tài anh em ạ. Đây là tay này. Ngày hôm nay các bạn ơi, nói chung là ngày hôm nay ấy thì nên được 6 khoảng là 600 triệu, thì trừ đi cái kia để 270 mấy đi. Còn chơi là lãi được 300 triệu. Thì bạn này nói chung là mình sẽ đưa bạn là 150. Đó, 150 nha các bạn nhá, 150. Còn tiền lãi thì hai tụi mình là sẽ chia đôi, bởi vì là anh ấy cũng chỉ có khoảng mang vào có 80 mét, mình mang vào là 200 mét nha các bạn nhá. Và cũng chia chia ra thôi, lãi cũng chia đôi mà giúp anh đấy là không nên về, không nên gọi là tiếp tục chơi nha anh em nhá. Chơi ít thôi, nói chung đừng chơi như trước tất tay này nọ, bẻ cầu này nọ, không ăn được nó đâu. Và nếu mà các bạn muốn ăn được người ta ấy là các bạn phải bỏ ra cái lòng tham của bạn. Thì đó, các bạn chơi nhỏ nhỏ thôi, ngày ăn 2-3 mét là các bạn nghỉ nhá.